con rể của Đức. À, con rể của Đức à? Dạ vâng. Thôi vậy... Chào anh. Thank you.
Đây rồi bác ạ. À, úi giời mồ hôi. Úi giời. Thank you.
Go, go.
giọng nữ này. Tránh xa vậy à? Cháu không hợp với ảnh.
Đây không không phải ảnh nha. Nhưng mà bên kia bảo là đừng xóa. Cách nhà anh Minh còn bức tường. Rồi, tôi thì hồi xưa bắt lợn nên là chị tôi đây.
tôi biết rồi. Anh gì nhỉ? Em nhìn quen lắm nhưng mà chưa em nhớ tên. Chứ là nhìn chưa. Hả? Em gái chị Bằng. Em trai. À, em trai chị Bằng. Em chị Bằng. Vâng. Em ở Vịnh về đây từ năm 2010. Nếu mà trước 2010 thì em không biết. Dạ. Thứ ba là hoạt động ở đây. À vậy thì em không biết rồi. Đúng này sao? Nhìn quen mặt nhưng có thể quen ở chỗ khác. Bà Sâm ấy. Vâng. Bà Sâm nó canh với Minh Tý nè. Vâng. Minh Tôi, Minh Tý. Đây là Thái rồi, đây là gì nhỉ? Dũng Dũng nhỉ? Đây không phải hỏi đấy, anh em mình không phải hỏi đấy nhỉ? Đấy. Đây là cháu rồi. Vâng. Tỉnh tên là tên là tỉnh gì em ơi? Chị mà cái gì bí thư tỉnh thì có một nhỉ? Đấy, có đề về rồi. Không nhìn anh lúc đầu cứ thấy lạnh lạnh em hát, em không dám hỏi. Nhưng mà sau khi nói ra là các anh mới thoải mái một tí. Em là thích giao lưu nhưng mà thực ra mà nói là em... Giao lưu là không mình tí. Được khi không mình nhiễm quét thật. Nhưng mà rót nhẹ nhẹ anh ơi. Chứ mình không uống về số lượng. Anh rót nửa chén cho em. Không, anh lên lên. Không, anh em rót chén cho nửa chén đi. Em ơi, mình con đâu cũng uống về số lượng. Anh em mình uống về cái chia sẻ về thông tin với nhau. Thế, quan điểm của em là mình nói vậy thôi nhưng mà em xin phép các bác nhá là mình không nên uống về số lượng. Rót nửa chén là anh em đi đâu cũng dễ. Thế là mình rót đầy quá mình lấy số lượng để làm đầu để lên. Bác Trịnh Thịnh là quê gốc ở đâu ạ? Cũng ở đây. À, đây bác Cương. Cũng ở đây cả. Vậy thì bữa nào về gặp ba bác nhá. Vâng, tôi là con nhà nhà. Vâng, em xin phép nhá. Mình cứ về bỏ sức hăng quá để đi mà. Bác ơi, bác chủ trị, bác rót vậy thôi, em vẫn thoải mái thôi. Mời bác đi, bác Thịnh nhá. Không, em không tính toán cái nọ kia nhưng mà nghĩ là nói để biết. Ở mắt em vẫn nhìn được. Vâng, mời bác nhá. Thôi. Vâng. Trên mờ trên má kiểu gì đấy. Vâng. Chứng minh đại hội ngộ. Vâng vâng. Anh chủ nhà. Anh là tên là anh Phạm Văn Thoa, chỗ bên ở Phạm Văn Đồng. Phạm Văn gì? Phạm Văn. Anh là Phạm Văn Thoa. À Phạm Văn Thoa rồi. Cháu bên ở Phạm Văn Đồng. À rồi. Xin mời anh nhé. Yeah.